Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Sẵn sàng. 45 phút bắt đầu. Người đã lấy rồi. Bộ phần đặt màu nó nằm ở đây. Chúng ta có giỏ mà đúng không? Đấy, đánh trăm có binh con chung không? Dạ, dạ có ạ. À. Các em gửi. Mình nghĩ là đối với nghề bánh nó phải có một cái đẹp, mà cái đẹp đấy thì phải là giúp đỡ nhau, đặc biệt là cũng với những người trong nghề. Em cảm thấy anh Lâm rất là có nhiều kinh nghiệm. Khi mà anh Lâm phân tích về cái phần bánh hay là phần nhân á, thì anh Lâm rất là nhạy bén, không hề giữ bí mật, cũng chỉ cho tụi em rằng cái nhân này có vẻ như rằng nó sẽ có cái hạt của vịt quất, cái phần phiêu bánh vào như thế nào á. Em cảm thấy được giúp đỡ rất là nhiều. Ý tưởng của em là tạo hình và đục một cái lỗ ở trong để cho nhân vào trước, để cho trước nữa khi mà mình cắt thì nó sẽ chảy ra. Khi mà làm cái thùng phi thì em muốn kết hợp cả hai màu là màu xanh dương và màu đen, bởi vì nó sẽ chia ra hai nửa. Một nửa khi mà bị biến chất thì từ màu xanh nó chuyển sang màu đen, thì có nghĩa là hiện tại trên thế giới thì có một phần của thế giới nó đã bị ô nhiễm rất là nặng rồi. Em muốn là thay đổi một chút xíu về cái phần màu sắc và tạo hình của phần bề ngoài của thùng phi ạ. Em cũng là một người mới vô bánh nên em cũng rất là đang lo, không biết là mình có thể hoàn thành được tốt cái bài thi này hay không. Hiện tại thì em muốn làm một cái vùng biển, ở đó nó sẽ có một đàn cá, nó ngoi lên là có nghĩa là đàn cá nó đang bị chết dần và cái lưới đánh cá nó bị bao quanh cái phủ và một cái con cá. Cái việc mà săn bắt của loài người á thì sẽ làm sorry em hơi đúng, không biết em đang nói gì. Với chủ đề này với em thì cũng khá là khó. Em sẽ vẫn theo cái mô típ của ban giám khảo đưa, nhưng mà sẽ bổ sung thêm một số chi tiết khác để lộ rõ hơn về cái chủ đề. Mọi người có đang ổn không ạ mọi người ơi? Dạ ổn. Dạ ổn. Em nghe chị Khanh trả lời dạ ổn nhưng mà cũng khá là nhỏ. Chị Mai thì sao hả chị Mai? Dạ không được ổn lắm. Còn anh Lâm thì sao anh Lâm ơi? Anh có đang ổn không ạ? Rồi anh Lâm không nghe. Là không bạn ổn. Lâm ơi. Xin chào bạn, bạn có ổn hay không? Anh ổn không ạ? Em ổn ạ. Anh ổn. Anh chưa làm được gì trong 25 phút vậy? Em chưa làm được gì. Nếu bây giờ em mà không kịp thời gian để hoàn thiện cái bánh thì chắc em mời ban giám khảo anh cốt bánh với kem của em vậy. Em tự tin là cái phần cốt bánh với kem ngon. Em rất là háo hức tại vì em sắp xếp trong đầu em, nhưng mà em cũng rất là lo sợ tại không biết làm có kịp hay không. Em chưa bao giờ mà em nhận được một cái chủ đề mà vừa gấp mà vừa khó như vậy. Rất là bội. Nghe còn 15 phút không biết làm gì. Các thợ bánh của chúng ta lưu ý, hiện tại các bạn còn 10 phút, hãy khẩn trương hoàn thành nốt những công đoạn cuối cùng của mình. Chị Mai ơi, em chị Mai đừng có chị Mai đang làm cái công đoạn nào đây rồi chị Mai? Em cũng đang ráng để trang trí cho thành hình. Cho thành hình. Cái này là con cá voi hồi nãy chị nói đó hả? Dạ vâng. Đang ngửa ra như đây. Wow. Ở đây là cái giống như là một cái biển dầu vậy đó. Hồi nãy em có nghe thông tin là chị định là nếu mà không kịp thời gian là mình đem cốt bánh lên cho ban giám khảo. Dạ đúng như vậy. Nhưng mà theo như em nhìn thấy đây thì chắc là ban giám khảo sẽ có những cái tác phẩm để thưởng thức đây chứ không chỉ là cốt bánh không đâu. Đừng ban giám khảo đừng lo ạ. Chị Khanh đã hoàn thành bao nhiêu phần trăm rồi ạ? Dạ khoảng xong được 60% như em mong muốn. Là cũng thành hình với ý tưởng ban đầu của mình đúng không? Dạ. Mặc dù nó chưa được hoàn hảo lắm nhưng mà bởi vì thời gian không cho phép cho nên là em sẽ cố gắng hết nhất có thể. Mọi thứ nó chạy trong đầu rất là chớp nhoáng để bởi vì thời gian của mình rất là ngắn, cũng chưa được hoàn thiện như bản thân mong muốn. Quá, anh Lâm đang làm cái công đoạn nào rồi ạ? Sắp gần ngoài 60% rồi. 60%. Trả lại căn bếp cho anh Lâm. Thấy có vẻ như anh Lâm đang vội vã. Nếu mà ở nhà không có thời gian thì em nghĩ là em sẽ làm được nhiều thứ hơn. Một cái bánh mà để hoàn thiện em nghĩ chắc cũng phải 2 tiếng.
Các thợ bánh lưu ý, hiện tại chúng ta còn những giây cuối cùng để hoàn thiện sản phẩm của mình. Các anh chị hãy khẩn trương để có thể mang đến những bất ngờ dành cho ban giám khảo. Ngay bây giờ, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ! Xin chúc mừng những thợ bánh đã hoàn thành sản phẩm của mình. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chấm nếm từ ban giám khảo.